Chào mừng các em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 7 với chủ đề phân bón. Vậy phân bón là gì? Phân bón là một loại thức ăn do con người cung cấp cho cây trồng. Vậy phân bón bao gồm các chất dinh dưỡng chính, đó là đạm, lăng và kali. Ngoài ra còn có các chất dinh dưỡng khác như là các nguyên tố vi lượng. Và phân bón được chia thành 3 nhóm: phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh. Đây là sơ đồ các loại phân bón. Phân bón chia thành 3 loại: phân hữu cơ, phân hóa học và phân vi sinh. Trong phân hóa học bao gồm phân chuồng, đó là phân từ các vật nuôi trong chuồng; phân bếp, đó là phân từ con người; phân rác, đó là phân rác thải sau khi ủ; phân xanh, đó là các loại cây xanh vùi trong đất để làm phân bón; khô dầu, đó là bã các loại hạt sau khi ép lấy dầu. Nhóm phân thứ hai là phân hóa học. Phân hóa học gồm có phân đạm, phân lăng, phân kali, phân đa nguyên tố, tức là phân này gồm có 2 nguyên tố trở lên, và phân vi lượng. Nhóm thứ ba là phân vi sinh. Phân vi sinh bao gồm là phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm và phân bón có chứa vi sinh vật chuyển hóa lăng. Vì các loại phân bón gồm có phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh, đây là những đặc điểm của các loại phân đó. Vậy trong cái sơ đồ trên, em hãy sắp xếp các loại phân bón sau đây thành 3 nhóm: phân hữu học, phân hữu cơ và phân vi sinh. Và đáp án sẽ là vậy. Phân hữu cơ bao gồm A, B, I, G, I, M, L, tức là A là cây điện thanh này, B là phân trâu bò nè, I là phân lợn nè, G là phân cây mùng muồng nè, Y là bèo dâu, M là khô dầu đậu tương này, L là khô dầu dừa. Nhóm phân thứ hai là phân hóa học bao gồm D, H, C, N. D là DAP, tức là phân này có chứa nitơ và phốt pho. H là phân NPK. C là supelăng, phân supelăng. N tức là ure, phân này có chứa nitơ. Và phân vi sinh K có nghĩa là phân nitrazin, có chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm. Hồi nãy là tác dụng của phân bón. Tác dụng phân bón. Các em xem sơ đồ này sẽ thấy được tác dụng của phân bón đối với năng suất. Khi không bón phân thì năng suất rất thấp. Khi bón phân hợp lý thì năng suất cao. Rồi đối với chất lượng nông sản, khi không bón phân thì chất lượng nông sản kém, hạt lép, quả nhỏ. Còn khi bón phân thì chất lượng nông sản sẽ cao lên, hạt to, quả tốt, chất lượng cao. Còn đối với đất thì khi chưa bón phân thì đất sẽ kém phì nhiêu, rồi khi bón phân vào thì đất phì nhiêu, làm cho cây tươi tốt, xanh tươi so với lúc đầu là cây sinh trưởng chậm, kém phát triển. Nhà phân bón, nếu chúng ta bón hợp lý, đúng liều lượng, đúng kỳ, đúng chủng loại, đúng tỷ lệ phù hợp với đất và cây thì cây sẽ đem lại hiệu quả như ba cái tác dụng vừa nêu. Như tác dụng của phân bón sẽ là tăng độ phì nhiêu cho đất, tăng năng suất cây trồng và tăng chất lượng nông sản. Đây là nội dung của tác dụng phân bón. Như thế là cách sử dụng và bảo quản phân bón. Một là cách bón phân. Cách bón phân. Nhưng người ta phải bón phân cho cây để cung cấp dinh dưỡng cho cây nè. Và căn cứ vào thời kỳ bón, người ta có hai cách bón, là bón lót và bón thúc. Vậy thì bón lót là gì? Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo, nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây ngay khi cây mới mọc, mới bắn rễ. Vậy bón lót đó là phân vào đất trước khi gieo, cung cấp dinh dưỡng cho cây khi cây mới mọc, mới bắn rễ nè. Rồi bón thúc là những hình ảnh về bón thúc, bón thúc cho cây. Vậy bón thúc cho cây là gì? Bón thúc cho cây là bón phân vào đất trong thời gian cây sinh trưởng, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng cho cây trong từng thời kỳ sinh trưởng, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Ngoài ra cách bón phân, ngoài ra căn cứ và hình thức bón, người ta có bốn cách, đó là bón theo hàng, bón theo hốc, bón vải và phun lên lá.
Nhìn qua cái bốn cách bón đó, chúng ta sẽ thấy được bốn hình này. Đây là bón theo hốc, tức là từng hốc, từng gốc cây, bón theo gốc cây. Bón theo hàng, tức là theo luống theo hàng. Bón thứ ba là bón vải, tức là rải đều, vải đều phân trên ruộng. Thứ tư đó là phun lá. Đây, cách này là người ta hòa phân trong nước, hòa phân trong nước rồi phun lên lá. Vậy mỗi loại phương pháp bón này, cách bón này sẽ có ưu và nhược điểm trong chín cái nội dung này. Và chín nội dung này sẽ là ưu điểm và nhược điểm của từng cái phương pháp bón: bón vải, bón theo hàng, bón theo hốc, phun lên lá. Đây là thức bón vải này. Bón vải đó là phân được vải đều, rải đều trên ruộng, cấp ruộng. Bón theo hàng, người ta đi bón theo từng hàng, từng luống, từng hàng này. Là bón theo hốc, bón từng gốc cây, từng hốc. Và phun lá, hòa tan phân vào trong nước, hòa tan để mà bón trên cây. Đây là nội dung ghi bài. Đây là nội dung ghi của bài hôm nay. Là bón phân. Nội dung hai là cách sử dụng và bảo quản, cách sử dụng các loại phân bón thông thường. Những cách sử dụng phân bón thông thường, chúng ta phải biết được đặc điểm của từng loại phân. Như phân hữu cơ, đặc điểm của nó là chất dinh dưỡng thường ở dạng khó tiêu, không hòa tan được và cần có thời gian phân hủy mới sử dụng được. Thì đối với loại phân này thì chúng ta nên bón lót. Loại phân thứ hai là phân đạm, phân kali và phân hỗn hợp. Đặc điểm của phân này đó là dinh dưỡng dễ hòa tan, cây dễ sử dụng được ngay được. Và đối với loại phân này thì chúng ta nên bón thúc. Loại phân thứ ba là phân lân, đặc điểm của nó là ít hòa tan và không chúng ta nên bón lót. Vì vậy mỗi loại phân có những đặc điểm và chúng ta vận dụng cách bón cho phù hợp. Như phân hữu cơ và phân lân chúng ta bón lót, phân đạm, phân kali vẫn một hiện tượng thúc. Đây là cách các hình ảnh về những cây trồng sử dụng phân bón hợp lý, thì cây ra hoa kết trái rất tươi tốt, xanh tươi, năng suất cao, chất lượng tốt. Điểm thứ ba là bảo quản các loại phân bón thông thường. Những quan sát hình dưới đây chúng ta sẽ thấy một số cách bảo quản phân bón. Người ta có để đựng trong chum, trong vại, hoặc là ủ phân, ủ hoặc là đóng gói bao bì để người ta bảo quản phân bón, đóng gói thành bao, chai lọ. Những cách bảo quản phân bón. Thứ nhất là phân đối phân hóa học thì để nơi khô ráo thông mát. Để nơi thô ra thông mát. Đối với phân học có thể là hoặc là đựng trong chung vải đậy kín, bao ni lông. Còn đối với và chúng ta không nên để lẫn lộn các loại phân bón với nhau, không nên để lẫn lộn các loại phân bón. Như ba hình ảnh trên đây là miêu tả một việc ủ phân đối với phân chuồng, ủ phân phân chuồng. Cách ủ phân, ủ thành đống. Người ta ủ thành đống để tạo điều kiện cho vi sinh vật phân giải hoạt động, hạn chế đạm bay hơi và giữ được môi trường xung quanh. Ủ thành đống. Vậy đối với phân chuồng có thể bảo quản tại chuồng, tại chuồng nuôi. Ủ thành đống, dùng bát, dùng bùn trát xung quanh, trát kiến bên ngoài để ủ. Người ta tận dụng phân chuồng để người ta làm các sử dụng nó làm hệ thống mô hình bioga, đó là dùng ga để nấu ăn nè, những thắp sáng nè, vân vân. Vậy sau khi xem xong video này, các em có những góp ý gì về bài hãy để lại bình luận ở bên dưới video, và chờ đón các em sẽ đến với bài giảng tiếp theo trong hôm sau. Và đừng quên nhấn subscribe, đăng ký và bấm chuông để nhận thông báo khi có video mới đăng tải tiếp theo. Nhấn like là thích video này và share là chia sẻ video này cho tất cả bạn bè và mọi người. Xin chân thành cảm ơn đã theo dõi video này. Và bài giảng hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo.